Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về đồng SUI, SUI Ngay bây giờ là 3 giờ 34 phút chiều Ngày 6 tháng 4 năm 2024 Nhảy vô luôn Mình đang nằm trong cái khung ngày Giá của nó là 1.6366 Vừa rồi là nó có 5 sóng đi lên Và về đếm sóng thì đây là sóng 1 Đây là sóng 2 Đây là sóng 3 Đây là sóng 4 Và đây là sóng 5 Về đếm sóng thì nó đã đã đủ Miễn sao sóng số 5 nó cao hơn sóng số 3 là đủ rồi. Nhưng xác suất dựa theo cái sự suy nghĩ của mình á thì là hoàng sóng số 5 này nó sẽ có một sự gia hạn lên thêm nghe, lên tới cái vùng 2.3. Ok? À, 2.45 trước khi nó sập. Năm sóng đi lên tạo một cái sóng lớn là sóng 1. Ba sóng hồi sẽ tạo cái sóng số 2 là ba à, sóng hồi tạo cái sóng số 2. Đây là 1 và đây là 2. Ok, năm sóng đi lên ba sóng hồi Thì cái kết tiếp là một sự đột phá rất là mạnh liệt nha cái kế tiếp ok sau khi khâu, sau khi gọi là cái gì sóng số 1 kết thúc sóng số 2 kết thúc sóng số 3 là một sự đột phá gọi là à, mình mình dời tất cả mọi thứ qua bên đây đi ha gọi là một sự đột phá mạnh liệt nếu mà sóng số 2 kết thúc ở cái vùng này ngay bây giờ ngay bây giờ nó có hai cái chống lưng một là chống ở cái vùng này hai là chống ở cái vùng này nếu rớt dưới con giá 1.37 à, 137 có nghĩa nếu mà nó rớt dưới 1.37 đây là vừa rồi mình đã để cho ghi sẵn cho một cái đường chỉ màu xanh cho bạn rồi kéo cái này cho 1.37 1.38 Ok rớt dưới cái cái đường chỉ màu xanh này á thì có nghĩa là cái đỉnh nó đã nó đã tạo một cái đỉnh mới rồi nó cái đỉnh đã đã kết thúc rồi à, top nè đơn 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 đã kết thúc thì có nghĩa nếu mà nó chống được ở cái vùng này ok thì nó bay lên luôn cũng được nhưng mà xác suất là nó có thể đáp cánh tới cái vùng này lần này khoảng cỡ 1.1 đây là cái target của kết thúc cái sóng số 2 sau đó cái sóng số 3 nó sẽ rơi vào con giá đầu tầm ok 5 5.67 Ok Tới 8.3 Sau đó là mình có sóng số 4 và sóng số 5 Đi lại thêm một lần nữa Những cái sóng vừa rồi đi lên như vậy Tạo sóng 1 Những sóng hồi Tạo sóng 2 mình xin lỗi, mình sẽ cởi cái áo này ra mình thay thế một cái áo khác. Ống này nó quá nóng. Ok. Mình quay lại liền. Năm sóng đi lên tạo sóng 1. 3 sóng hồi tạo sóng 2. Cái kết tiếp là sóng 3 từ 2 lên 3. Okay, từ 2 lên 3 là cái sự mạnh bạo nhất và dài nhất. Sau đó mình có cái sóng số 4 và sau đó là mình có cái sóng số 5. Ok. Thì cái vùng mà đáng nên thu gom cho cái đồng xuôi này ngay bây giờ là ở cái khu vực này. cái okay. 1.1. Ok. Và cái khu vực này là cái cái vùng thu gom. cái okay. vùng thu gom. Ở đây và ở đây nghe là cái vùng thu gom bởi vì nó đang trên cái đà xuống sóng số 2. Nó mới ok, nếu ngay bây giờ cái suy nghĩ là nó vẫn có một sự gia hạn lên nữa rồi sau đó nó tụt thì cái vùng mà chừng nào mình thấy nó tụt á, tụt dưới con giá 1.37 á thì mình mới bắt đầu nghe suy nghĩ về vấn đề thu gom nghe 1. dưới cái con giá 1 1.37 thì mới suy nghĩ về vấn đề thu gom. Còn ngay bây giờ là chưa 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 chưa, chưa bạn mình có thể đặt những cái lệnh chờ thôi. Và cái lệnh chờ ngay bây giờ nếu bạn đặt á thì mua ở cái vùng 1.1 nghe. 1.1 và xuống nữa và xuống nữa ok gọi là càng xuống thì mình mua càng nhiều nghe càng xuống thì mình mua càng nhiều cho là một ví dụ bạn mua bạn có 100 đô thôi thì ở 1.1 á thì bạn có thể mua 20 đô rất xuống chút nữa bạn mua 30 đô rất xuống chút nữa bạn mua 40 đô thì càng xuống là bạn mua càng nhiều đây là một ok tất cả những cái sự bay bóng vừa rồi là một đây là hai đây là ba 4, 5, ok xác suất là sống số 3 lên tới con giá này lần ok nếu bạn mua ở cái vùng này và lên trên cái vùng này thì bạn nhân lên ít nhất khoảng cả 5 cho tới 8 lần nghe nằm cho tới 8 lần cho cái cái đoạn đường kế tiếp ở đây mình có kể có, có cân nhắc luôn ngay bây giờ nếu bạn vẽ một đường chỉ đen như vậy đi lên như vậy thì vừa rồi là lại đây là nó trống khá là ok nghe nó nó gọi là nó nằm trên cái đường chỉ đen này khá là ok ok thì bởi vì vậy đặt mình đặt ra một cái hỏi có thể ở đây là nó bắt đầu U-turn U-turn có nghĩa là lên 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 quay đầu đi lên lại Để gia hạn cái sóng số 5 này cao hơn chút xíu tới cái cái vùng này đã Cái vùng này đã Sau đó nó mới sập 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 lại Ok Từ Gọi là Có nghĩa là sóng số 1 sẽ được gia hạn lên tới cái vùng này đã rồi trước khi nó Sóng số 2 bắt đầu Thì cái trường hợp đó là cái trường hợp lên 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 là sóng số 5 được gia hạn những cái trường hợp còn lại là gọi là nếu mà A, B, C sẽ đập sập ra Có nghĩa là sóng số 2 lớn sẽ được diễn ra đó Từ 1 cho tới 2 thì nó có A, nó có 3 sóng A, B và C Và để mình biết nghe để mình biết là cái trường hợp gọi là A, B, C được diễn ra Thì nó phải rất dưới cái con giá này ok Và cái con giá nó là 1.37 1.37 Ok, là mình biết là nó nó sập lại tới cái vùng này Còn mà nếu mà nó vật lại đi lên luôn á Ok, nó vật lại đi lên luôn á thì bạn có thể tắt đi tất cả mọi thứ và đây là cái đỉnh vừa rồi của nó rơi vào con giá đâu khoảng cỡ. Ok. Đây mình cho mình dán luôn cái con giá luôn cho bạn khỏi thắc mắc, ok. Nó rơi vào con giá. À uh, 1. 1.200 2.22 nha. 2. 2.1 uh, 2.2, ok. Thì rơi vào cái con giá đó thì mình biết là nó sẽ gọi là nó sẽ dây dưa nghe nó dây dưa lên tới cái vùng này chút xíu đã rồi sau đó nó sập. Đây mình đã nói là ngay bây giờ nếu nó tuột luôn thì có nghĩa là năm sóng đi lên là kết thúc nghe dưới dưới cái địa, cái cái đường chỉ này còn mới mà nó dây dưa thì nó sẽ lên tới cái vùng này thôi rồi sau đó nó cũng tuột lại ok tuột lại để sóng số 2 được diễn ra ok được diễn ra và rơi vào những cái những cái đây là những khu vực nó nó rơi vào cái vùng thu gom thì canh bạn có thể mua thu gom ở trên vùng này cũng được nhưng ít ít thôi ít ít thôi cái chỗ này mới là thu gom nhiều ok nhiều nhiều ok nhớ là lúc nào cho cái trend nó bắt đầu thay đổi từ xuống nè đổi thành lên từ xuống đổi thành lên thì lúc nào mình cũng cần cái năm sóng đi lên năm sóng đi lên ok cũng có thể gọi là có kế thể kết thúc bởi vì sóng số năm này đã cao hơn sóng số ba rồi sau đó mình cần ba sóng hồi a b c ok và kế tiếp là một sự đột phá đột phá đột phá đột phá đột phá từ sóng số 2 lên sóng số 3 là một sự đột phá mạnh liệt ok cân nhắc cân nhắc đây đây cân nhắc rất là mạnh liệt ok thì mình đang đợi cái giai đoạn đó để xảy ra nghe đang đợi đang đợi à, vậy thôi nghe cái đồng này thì nếu mà có thu gom thì đây là cái vùng thu gom ngay bây giờ ngay bây giờ đợi 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 nguyên cái vùng này luôn nghe bắt đầu từ con giá ngay à, bắt đầu từ con giá rơi xuống con giá này là bắt đầu thu gom rồi bạn có thể chia ra vài đợt để thu gom ba bốn đợt năm sáu đợt để thu gom ok và cái con giá này là con giá bán kế tiếp cho nó cho nó ok nó của sống số ba okay? um, à, vậy thôi chứ um, chứ không có gì à, ok không chỉ vậy nữa trong trùng hợp cho cái sóng số 1, sóng số 2, sóng số 3 thì mình cộng thêm cho bạn thêm một cái sóng nữa là sóng kèm có nghĩa là đây là, là tất cả những cái sự bao bóng vừa rồi là a đây là b ok trùng hợp với sóng số 2 sau đó là mình có cái sóng c rơi vào những con giá này ok rơi vào những con giá này có thể là ABC rồi từ đây nó sập một cái vèo đi xuống lại cũng được chứ không phải là không chủ yếu là nó hồi lại lúc nó hồi lại. Nó lên tới cái vùng này. Ngừng ở cái con giá nào thì mình sẽ cho cung cấp cho bạn cái chống lưng của sóng số 4. Nếu nó chống số được á thì sóng số 5 mới diễn ra, còn không có nó vẫn có thể quay đầu lại, trở lại, quay đầu trở lại. Ok. Thì để tóm tắt, vùng này là cái vùng thu gom. Nó nếu cái đầu tiên á nếu nó rất dưới cái đường chỉ màu đen này nè. Thì rất dưới cái đường chỉ màu đen ngay bây giờ. Bạn có thể tắt đi tất cả mọi thứ là nó cũng vừa rồi là nó có một cái nó có một cái râu xuống dưới cái đường chỉ màu đen cái okay. cái râu rồi sau đó nó bounce lại thôi có thể nghe để ý, quan cái trọng quan trọng nhất ngay bây giờ đó là bạn coi cái vùng này ngay nguyên cái vùng này để ý nó ok để bằng thẳng thắng cuộc chơi coi cái vùng này ngay bây giờ trực tiếp thì ngay bây giờ mình coi cái vùng này ok nếu mà nó chống được ở cái vùng đó ok thì nó lên đây là con giá kế tiếp của nó ok chống được ở cái 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 đường chỉ màu đen này thì nó lên đây là con giá kế tiếp của nó ok còn nếu mà chống không được Ok, đó là tín hiệu đầu tiên Nó rớt đúng không? Đây là tín hiệu số 1 này, Ok, và đây là mình làm màu đỏ luôn Cho bạn khỏi thắc mắc Số 1, đầu tiên nó rớt Cái thứ hai đây Con giá này Ok, à, 1.37 Nếu mà nó rớt dưới con giá 1.37 Thì mình biết là xác suất là A, B, C đang được diễn ra A, đây A ở đây đa, A, A là ở đây nè Ok và B thì đang được diễn ra ngay bây giờ. Ok. Có nghĩa là Sống số 2 đang được diễn ra số 1 đã kết thúc đây nếu nó rất dưới con giá 137 còn ngay bây giờ là nó chưa đúng không thì mình phải mình phải đợi thôi mình phải đợi thôi à, không chỉ vậy nữa à, rõ ràng là nếu nó vật lại đi lên đó thế thì làm sao mình biết là là mình biết là sóng số 5 được gia hạn ít nhất là ở cái vùng này cái vùng này lúc nó lên khoảng cỡ 1.9 1.9 nếu mà nó bà bà bà, bà nó tập tờ nó gọi là nó bò lên lại tới khoảng con giá là 1.9 thì xác suất đã thay đổi có nghĩa là sóng số 5 sẽ được gia hạn. Nha, sóng số 5 đỏ này sẽ được gia hạn. Ok. Và cái con giá đó là 1 chấm. À, mình xin lỗi bạn. Mình à, uh, mình cài đặt luôn con giá đó là 1.9. Ok, 1.9 là cái đó cái tín hiệu đầu tiên cho bạn. Nó nói lên cái câu chuyện là sóng số sóng số 5 sẽ được gia hạn. Ok. Thì mình sẽ dán nó ở đây đi. 1.9 1.9 Ok 1.9 nó nói là sóng à, nếu nó bập bên đi lên lại sóng số 5 sẽ được dài hạn. Còn mà nó rớt xuống dưới 1.3 thì mình biết là nó đang nằm ở sóng số 2 và đây là nguyên cứng một cái khu vực như vậy để thu gom, thu gom trong gì hết. Ngàn khuyên nguyên một cái khu vực để thu gom để sóng số 3 bắt đầu. Miễn sao nó nằm trên được con giá 0.54 là lên 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 và lên. À, dựa theo những gì mình thấy, mình đang nằm trong cái khung ngày. Nghe thì là xác suất là nó sẽ chống cao ở cái vùng này có nghĩa là nó sẽ có một sự bồi bổng nghe có sẽ có một sự bồi bổng thì đây là mình uh, mình cho bạn luôn một cái mũi tên đi lên luôn ngay ở cái vùng này luôn ngay đường chỉ đen đi lên luôn ok và đó là mình làm một vàng luôn cho bạn ok xác suất là nó sẽ chống được xác suất cao là nó sẽ chống được ngoại trừ rất dưới đường chỉ đen rất dưới vàng xanh ok thì là sắp rồi sập rồi sập rồi ok uh, đây là tín hiệu đầu tiên dưới vành đen là số 1 này tín hiệu số hai là dưới vàng xanh này là sập ok và đây là cái đường chỉ này mình sẽ đổi nó thành màu vàng luôn cho bạn không có thể quên được ok vàng chống được sẽ đi lên không không chống được rớt dưới rớt dưới này á, thì nó sẽ rơi vào cái nguyên cái khung giá này nghe nó nguyên cái khung giá này nó sẽ tới ok à, để cái này quanh và đây vào đây Vậy okay. và thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xác suất là khoảng cỡ 52 55% là lên sẽ chống được. Ok. Còn 45% là nó sẽ A, B, C sẽ được diễn ra Ok A ở đây B ở đây B ở đây okay. Vậy thôi Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái cái video này Xin chào mọi người Ok Xác suất là sóng số 5 sẽ được gia hạn Rơi vào cái vùng này Rồi sau đó nó mới sập Tất cả mọi thứ mới sập đổ lại Tới cái 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 vùng Cái vùng thủ gom Ok Vậy thôi Xin chào